Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2010-2015, công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đã không ngừng được đổi mới về cả hình thức, nội dung, chất lượng, đa dạng và phong phú. Các phong trào thi đua nước thực sự đã gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên các công trình trọng điểm, trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả tập đoàn. Giai đoạn 2010-2015 là giai đoạn tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, tái cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, có thể nói đây là giai đoạn của những thách thức to lớn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của toàn Petro Việt Nam. Để vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo tập đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn ngành, toàn tập đoàn quán triệt tinh thần đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015. Giai đoạn vừa qua, Petro Việt Nam đã vận động được số lượng lớn đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu trong số đó là phong trào thi đua thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, không có ngày giờ lao động mất an toàn, về đích trước thời hạn vân vân. Thông qua các cái phong trào sáng kiến sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, rồi là việc thi đua về đích trước rồi các phong trào thi đua trên các công trình công trường tổng hợp tất cả những điều đó thì đem lại cái lợi ích về doanh thu và lợi nhuận hàng năm cũng như là đặc biệt cái việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước giao cho ngành dầu khí thì hàng năm chúng tôi đều có cái đạt và vượt so với cái kế hoạch được ra và nó thúc đẩy cái việc uh, tạo ra cái khí thế cho người lao động. Với tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm cao và đặc biệt là sự đóng góp không nhỏ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua Petro Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra như tổng doanh thu của toàn bộ đơn vị trong tập đoàn ước đạt 3,67 triệu tỷ đồng bằng 102,4% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10% một năm, gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2006-2010, nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn ước đạt 880,3 nghìn tỷ đồng bằng 104,5% kế hoạch. Cũng trong 5 năm vừa qua, tập đoàn đã cung cấp 46,6 tỷ mét khối khí thô cho các hộ tiêu thụ trong nước với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 0,5% một năm và tăng 29,4% so với thực hiện mức 5 năm giai đoạn 2006-2010 vân vân. Rất nhiều tập thể và cá nhân của tập đoàn đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như anh hùng lao động, huân chương độc lập, huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vân vân. Bóng thằng em đã rất là cố gắng nỗ lực trong công việc và đưa ra nhiều sáng kiến để có thể uh, <laughs> nâng cấp các cái thiết bị và uh, làm cho thiết bị hoạt động uh, trơn tru. Xuất phát từ cái điều kiện thực tế sản xuất, thì chúng tôi luôn luôn là chăn trở là làm sao mà để tối ưu hóa được tất cả các cái thông số công nghệ đảm bảo là nhà máy luôn vận hành liên tục ổn định uh, hiệu quả tránh được những sự cố rủi ro xảy ra. bằng nhiều biện pháp sáng tạo động viên khích lệ người lao động như lao động giỏi lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế quản lý xã hội thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực hiện tốt ba giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và quản lý thực hiện sự chỉ đạo điểm của trung ương về phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới vân vân đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực vào thành tích 5 năm vừa qua của tập đoàn. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Họ là những đại diện ưu tú của các tập thể và thế hệ lao động mới có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với thách thức và dám chịu trách nhiệm. Chính họ là những hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, có trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học, hơn 1.600 sáng kiến, trong đó 834 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng chế được công nhận làm lợi cho ngành dầu khí và đất nước hàng trăm triệu đô la Mỹ cùng với đội ngũ kỹ sư của ROV thì cũng đã có nhiều cái cải tiến như là cải tiến cái hệ thống cấn chỉnh cái thiết bị làm lợi cho mình rất nhiều không chịu ảnh hưởng về thời gian cho nên tiến đồ dự của mình cũng không bị ảnh hưởng bên cạnh cái việc mà uh, liên doanh liên kết với các cái đối tác nước ngoài họ có cái năng lực về khoa công nghệ thì tự thân chúng tôi cũng phải có những cái nghiên cứu uh, và có thành lập ra cái, cái hội đồng khoa công nghệ hội tụ được tất cả các cái Uh, chất xám các cái cán bộ uh, kỹ thuật trẻ và họ có cái nhiệt huyết, họ có cái cái mong muốn ham muốn được nghiên cứu và được biến những cái nghiên cứu của mình đưa vào thực nghiệm trong thực tế sản xuất năm 2015 này, Petro Việt Nam đưa ra phương châm quyết liệt hành động, nhiệt huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp kỳ cương nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015, tạo đà vững chắc cho kế hoạch 5 năm, năm tiếp theo 2015-2020 của tập đoàn. Mỗi cán bộ, người lao động của tập đoàn sẽ phấn đấu góp phần công sức của mình vào việc cùng tập đoàn giữ vững vị trí đầu tàu trụ cột của nền kinh tế đất nước xây dựng tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam thành hình mẫu của doanh nghiệp nhà nước tốt nhất xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đảng nhà nước và nhân dân giao phó